Bên trong biệt thự 2.400m2 của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng có gì? Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng sinh sống tại một căn biệt thự rộng lớn giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 năm thụ án, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã được ra tù sớm vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, thay vì ngày 24 tháng 12 như dự kiến. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, bà Hằng được đề xuất giảm án 3 tháng vào dịp mùng 2 tháng 9 do cải tạo tốt. Tuy nhiên, vì thủ tục hành chính chưa hoàn tất nên việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, các thủ tục đã được giải quyết xong và bà Hằng đã chính thức được thả tự do, trở về nhà. Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng sinh sống tại căn biệt thự có tên Villa Hằng Hữu, tọa lạc tại số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tên biệt thự được đặt theo tên con trai chung của hai vợ chồng. Biệt thự Villa Hằng Hữu có tổng diện tích sàn lên đến 2.400m2. Theo một số đơn vị thi công, công trình này không chỉ thể hiện sự hoành tráng mà còn phản ánh đẳng cấp của giới thượng lưu tại Sài Gòn. Từ bên ngoài, căn biệt thự nổi bật giữa khu phố sầm uất bậc nhất Sài Gòn với thiết kế 6 tầng nguy nga tráng lệ, kèm theo hai cổng lớn dẫn vào bên trong. Kiến trúc châu Âu bao phủ toàn bộ biệt thự, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng và độc đáo. Bên trong, các biệt thự là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Mọi chi tiết từ sàn nhà, tường, trần đến những đường nét trang trí đều được chạm khắc tỉ mỉ và sang trọng. Không gian nội thất cầu kỳ tạo nên sự tinh tế và đẳng cấp. Các biệt thự cũng được bố trí nhiều khu vực tiếp khách với tranh chân dung của bà Hằng và hoa tươi được trưng bày khắp nơi. Trước đây, trên trang Facebook cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng thường chia sẻ những hình ảnh về không gian nội thất bên trong biệt thự, qua đó hé lộ sự giàu có của gia đình, với những phát ngôn gây chú ý về sổ đỏ tính bằng cân, kim cương đến không xuể. Ngoài Villa Hằng Hữu, bà Phương Hằng và chồng còn sở hữu một căn biệt thự khác, tọa lạc tại số 17-19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà 4 tầng này mang phong cách hiện đại với lan can màu xanh nổi bật, hướng ra mặt đường, thu hút ánh nhìn giữa trung tâm thủ đô.